Bế Phương kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 10 năm 2019. Đến với bản tin hoạt thành đốn tối nay gồm có phần nhận định và phân tích thời sự và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, bế Phương kính mời quý vị theo dõi bản phân tích với ông Đinh Hùng Cường và Võ Thành Nhân. Kính chào chúng tôi là Võ Thành Đơn và đến với bản tin phân tích ngày hôm nay về vấn đề tình hình chính trị Hoa Kỳ à, Chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với ông Linh Hùng Cường để tìm hiểu về luận tội một tổng thống Những khó khăn mà tổng thống Donald Trump đang phải gặp phải Và những vấn nạn gì mà chúng ta thấy được hoặc là chúng ta biết được Nhưng mà vấn đề luận tội nó không đưa đến một cái kết quả để mà trút phế một tổng thống Nhưng mà ông tổng thống Donald Trump sẽ gặp khó khăn vào cuộc bầu cử sắp tới năm 2020 Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi và ông Linh Hùng Cường À, trước hết xin kính chào ông Đinh Hồng Cường. À, xin chào anh Võ Thành Nhân. xin kính, kính chào quý vị khán thưa ạ. À thưa ông, khi mà chúng ta nói lượng tội của tổng thống thì đến ngày hôm nay thì cái vấn đề luận tội nó trở nên nó phức tạp hơn, nó khó khăn hơn. Ông có thể cho biết những cái nhận định của ông về thế không? À thưa anh Võ Thành Nhân, thưa quý vị từ cái vụ sau cái vụ Mueller thì cái vấn đề luận tội tổng thống y nắng được một lúc. Thì bây giờ lại xảy ra cái vụ whistleblower và từ cái vụ whistleblower là hạ viện họ quyết định đi tới cái chương trình là đàn hạch, tức là impeach tổng thống. Rồi trong lúc họ đang tiến hành cái công việc đó, đó thì lại một có cái vụ thổi còi lần thứ hai nữa, thì cái vấn đề thần thứ hai này đã đã có nhiều người đứng ra muốn làm chứng về vấn đề tòa bạch ốc đã liên lạc với những nước khác để mà vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, thì cái chuyện này đã đưa đến một cái vụ mà sôi nổi làm tất cả những cái tin tức về thế giới hay là những cái gì quan trọng chìm xuống. Và bây giờ ở nước Mỹ người ta đều chú ý tới cái chuyện đảng Dân Chủ tìm mọi cách để mà hạ bệ Tổng thống Trump bằng cách là impeach, tức là đàn hạch ông ấy hoặc là làm ông ấy mất cái uh, uy tín cho cái kỳ bầu cử 20, uh, 20 người ta sang năm tới này, thưa anh Võ Thành Nhân cái vấn đề phó tổng thống Joe Biden thì như thế nào, vấn đề trung cộng và những cái khó khăn trong vấn đề này thì à, ông nhận cái, định như sao? Cái, cái vấn đề mà phó tổng thống Joe Biden thực ra nó, nếu mà không có cái chuyện mà rắc rối đó thì tôi nghĩ ông cũng không phải là địch thủ của ông Trump. Và điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa đó là à, so với 8 năm ông làm phó tổng thống, ông rất chìm ông không có cái gì là nổi bật hết thành ra nếu kỳ gì này ông có ứng cử tổng thống cũng khó lòng mà đánh bại tổng thống Trump là cái người đã làm rất nhiều kết quả cho nước Mỹ nhưng vì những cái chuyện mà xảy ra mà, mà cáo buộc cho, cho cho tổng thống Trump là đã liên lạc với những nước ngoài để mà làm hại cái uy tín của ứng cử viên tổng thống thành thử ra ông Biden cũng bị trục chặt nhưng mà người ta gây ra cái vụ này nhằm mục đích hạ uy tín ông Trump nhiều hơn là, là đánh về phía ông ông Biden điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa đó trong cái thời gian như thế này đó thì có cái vấn đề mà whistle thứ hai đó có nhiều tổ chức cũng như là những nhân chứng họ đứng ra và họ nói rằng họ sẵn sàng làm chứng về cái chuyện mà tòa phải ốc liên lạc với nước ngoài thì cái gây đó bây giờ đã gây rắc rối rất lớn ở trong hạ viện và tạo cái một cái gọi là cái, cái sôi nổi và bây giờ nó có hai cái dư luận thưa anh võ thành nhân nếu chúng ta coi CNN và chúng ta đọc Washington Post đó, thì chúng ta rất là hoang mang vì chúng ta thấy tổng thống Trump có thể chết tới nơi rồi thế nhưng mà nếu mà chúng ta coi những cái nguồn tin khác đó, thì chúng ta lại lạc quan vì chúng ta thấy rằng đây là một cái sự à, gọi là tìm những cái cách hạ nhau để mà chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử trong kỳ tới trở lại cái vấn đề câu hỏi của anh võ thành nhân nói rằng cái cuộc mà đàn hạch này đã ảnh hưởng như thế nào về tổng thống trump đó. thì trong lịch sử nước mỹ từ trước tới giờ là vấn đề mà à, bãi nhiệm hay là impeach một tổng thống rất là khó xảy ra bởi vì nó đòi hỏi nhiều yếu tố và nhiều điều kiện bằng chứng như ngay cả tổng thống clinton ngay cả tổng thống nixon cũng đều không thể impeach được thì thành tựu cái việc mà tổng thống trump này cũng khó có thể là, là impeach là thứ nhất thứ hai nữa là thượng viện họ nắm đa số là đảng cộng hòa họ không dạy gì mà họ đưa cái vấn đề này ra để mà bãi chức của một tổng thống của đảng cộng hòa hơn thế nữa đó, ở thượng viện họ có thể dùng cái quyền hạn của họ họ, họ kéo dài cái cái này ra để mà à, cho tới bầu cử hay sau bầu cử không chừng mà cho dù có đem cái vụ này ra thượng viện cũng không thể nào nhất thời mà có được 2 phần ba đa số mà để mà luận tội tổng thống trump thành ra theo tôi nghĩ cái vụ mà đàn hạch hoặc là impeach tổng thống Trump đó chỉ là một cái hình thức làm sao để giảm uy tín của tổng thống cho cái kỳ ở ứng cử bầu cử kỳ tới. Nhưng có điều nguy hiểm nhất mà mình nhìn thấy bây giờ đó là trung cộng đã người thấy rằng có thể ông trump bị trở ngại và mất chức và ông ta ông tập cận bình lúc đầu đã đồng ý để mà ngồi thương thuyết lại với mỹ và bây giờ ông ấy đã hủy bỏ cái chương trình đó thì ông muốn kéo dài ông mua gọi là mỹ gọi là buy time để cho khi ông tổng thống trump mà không được re-elect thì lúc đó cái người tổng thống mới đó trung cộng sẽ sẵn dễ dàng để mà thương thảo và lấy cái mối lợi về cho họ nhiều hơn. Dạ, yeah. à, kính thưa quý vị vừa rồi ông Đinh Hồng Cường nhận định rằng đó là cộng sản trung cộng đang câu giờ. À, một cái một cái một cái một trong những cái, cái chiến thuật trong cái sách lược để mà làm thế nào đó để mà tạo được cái thế thuận lợi trong vấn đề mậu mậu dịch với lại Hoa Kỳ nhưng mà à, kính thưa ông bên cạnh à, những cái khó khăn của Tổng thống Donald Trump về vấn đề impeachment à, nếu mà cái cuộc bầu cử sắp tới đó, nó xảy ra đó thì nó có thể bất lợi cho ông Tổng thống Donald Trump nhưng mà nó cũng làm bất lợi cho ngay cả Đảng Cộng Hòa. Tại vì có rất là nhiều đảng Cộng hòa đi về hưu, có những người mới sẽ ra tranh cử và đảng Cộng hòa cũng phải tái tranh cử trở lại. Thì ông nhận định như thế nào nếu mà cuộc bầu cử sắp tới vừa Tổng thống Donald Trump không có đắc cử, đảng Cộng hòa không có đắc cử và vừa lại là Thượng viện, Hạ viện đều thuộc về Dân Chủ hết. Thì ông có những cái nhận định như thế nào về một cái một cái, một cái scenario, một cái bối cảnh nó xảy ra như vậy vậy thưa ông? À, thưa anh Võ Thành Nhân, thưa quý vị, cái vấn đề nó là cái vấn đề dây chuyền À, hiện bây giờ nó có một số những người trong đảng cộng hòa muốn lợi dụng cái cơ hội này để là đánh bóng họ. thí dụ như ông Mitt uh, Romney chẳng hạn, ông đi lên uh, đài, ông tố cáo ông Trump thế nội thế kia và một số người. Mitt trong... Romney là ông thượng nghị sĩ ở Utah. Exactly, thì ông là thượng nghị Utah và ông đã là của ứng cử tổng... viên tổng thống trong tổng... thời kỳ ông Obama, Obama và dạ. ông đã bị thất cử. Nhưng mà khi mà ông đứng ra mà ông đả kích ông tổng thống Trump đó, thì ông luật sư của tổng thống Trump đã nói rằng, à, cái chỗ ông xin job không được, bây giờ ông trả thù thì có một số người vì bất mãn với tổng thống trump đã đưa ra những cái chuyện mà gọi là bêu xấu ông ấy có một số người lợi dụng cơ hội để mà đánh bóng mình lên thế nhưng mà nói cho cùng tất cả những người đó đều cùng một cái thuyền trên một cái thuyền của đảng cộng hòa nếu đảng cộng hòa suy si sụp không mất lại không những mất chức Tổng thống Mất người ở Thượng viện Mất người ở Hạ viện Và Đảng Cộng Hòa sẽ suy yếu Họ sẽ suy nghĩ đến điều đó Dù muốn dù không Họ vẫn phải back up ông Tổng thống Để cho ông đắc cử trong kỳ tới này Xin yeah. ơn ông. Dạ yeah, dạ. Yeah. Yeah. À quý vị, anh, à, vừa rồi là buổi anh, tiếp xúc ngắn của chúng tôi để mà có những cái phân tích về à, tình hình impeachment có nghĩa là à, luận tội một tổng thống, đặc biệt là luận tội tổng thống Donald Trump. À, chúng tôi à, nhân đây à, khi mà chúng ta nói về bầu cử 2020 thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại cho những đồng hương của chúng tôi ở Virginia là vào ngày 15 tháng 10 này là hạn chót để mà chúng ta ghi danh đi bầu. Và ngày 5 tháng 11 là sẽ có một cái bầu cử có nhiều chức vụ quan trọng trong đó lắm. Và đặc biệt cái chức vụ bộ trưởng bộ tư pháp à, tức là Commonwealth Attorney của tiểu bang Virginia đó và những chức vụ về thượng nghị sĩ những chức vụ về à, dân biểu của tiểu bang và những chức vụ giống như là à, Chairman của Board Supervisor của phe phát cao đi của người nghĩa là cứ người quận trưởng của tất cả các sức ở trong phe uh, phát cao đi do đó nên à, chúng tôi xin được nhắc nhở quý đồng hương à, chúng ta à, sẽ à, ghi danh à, đi bầu trước ngày 15 tháng 10 và chúng ta sẽ đi bầu vào ngày 5 tháng 11 vì năm lẻ ít người đi bầu lắm Lá phiếu của chúng ta sẽ là lá phiếu quyết định à, Chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi quý vị Và cảm ơn ông Đinh Hùng Cường một lần nữa dạ, Cảm ơn anh Bó Thành Nhân Xin cảm ơn cả quý vị và xin hẹn quý vị trong cần tới Đó. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt Thành Đỗ đến đây xin tạm ngừng Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo